Xin chào mừng các bạn đến với EO Review. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim khoa học viễn tưởng mang tên Nhện Khổng Lồ được sản xuất vào năm 2013 bởi đạo diễn Mike Mendes. Diễn biến bộ phim xoay quanh Alex Mathis và hành trình tiêu diệt lũ nhện biến dị. Các bạn cùng mình bắt đầu bộ phim nhé! Nhân vật chính Alex là một chuyên gia nghiên cứu sinh vật học, anh phụ trách tiêu diệt sâu bọ trong thành phố. Đây là một công việc cao cả, mặc dù công việc rất vất vả, tiền lương lại ít ỏi, nhưng Alex vẫn luôn tận tâm hết mình. Hôm đó Alex nhận được một nhiệm vụ, chính là xử lý một con chuột to trong nhà của một người phụ nữ lớn tuổi. Alex lập tức đến, sau một hồi vật lộn cuối cùng anh cũng bắt được con chuột. Nhưng ngay lúc Alex đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thì người phụ nữ đuổi theo tặng cho anh một món quà. Bà ta cứ giơ tay sờ mó vào người Alex, thấy vậy anh liền cầm hộp quà viện lý do để rời đi. Bà ta vừa nhìn thấy trên vai anh có một con nhện, liền cầm dép khua trước mặt Alex để đuổi con nhện đi, thật quá đen đủi. Con nhện cắn anh một cái, sau đó bị người phụ nữ dùng dép đập chết. Con nhện đó là một con nhện độc, nên Alex phải đến bệnh viện. Ở bệnh viện, Alex gặp được một cô y tá xinh đẹp tên Lisa, anh muốn làm quen với cô, nhưng cô y tá có vẻ không thích anh, nên đã từ chối anh. Trong nhà xác của bệnh viện, đúng lúc bị bác sĩ đang thưởng thức cốc cà phê, thì trong bao tải chứa cái xác mới được chuyển đến bệnh viện, có một con nhện bò ra. Bác sĩ tò mò không hiểu chuyện gì, con nhện leo lên cổ cắn bác sĩ một cái, anh sợ hãi run rẩy bấm chuông báo động, khiến cho bệnh viện trở nên hỗn loạn. Các bác sĩ và bệnh nhân đều được đưa ra ngoài, giám đốc bệnh viện lập tức xuất hiện để kiểm soát tình hình. Bảo vệ cũng đưa vị bác sĩ kia ra ngoài, giám đốc tức giận chửi mắng anh, cậu có não không vậy, không có chuyện gì thì bấm chuông cảnh báo làm gì. Bác sĩ nói với giám đốc, đó là ông không biết, tôi vừa bị một con nhện to cắn một phát, ông đã từng nhìn thấy loại nhện đó chưa mà nói. Alex nghe được cuộc đối thoại của hai người, anh đi tới giới thiệu, mình là chuyên gia diệt sâu bọ, anh đề nghị chỉ cần giám đốc trả tiền viện phí cho anh, thì anh sẽ xử lý con nhện đó. Giám đốc thấy anh có vẻ cũng đáng tin nên đã đồng ý với anh. Trong lúc Alex đang đi bắt con nhện, thì lúc này, một đội đặc nhiệm do thiếu tá Braxton và trung úy Kali cũng đang trên đường đến bệnh viện. Đến bệnh viện, Braxton thông báo rằng, bệnh viện đã bị phong tỏa, quân đội hỗ trợ đang đến đây để truy bắt con nhện. Con nhện chạy thoát khỏi nhà xác, nó đến một phòng bệnh có một người đàn ông đang nằm đó. Nó chui vào trong chăn rồi từ từ lao đến cắn vào mặt người đàn ông. Alex đang tìm con nhện dưới hầm, đột nhiên con nhện xuất hiện đằng sau đầu anh ấy. Nhưng may mắn Kali xuất hiện đúng lúc dùng súng bắn về phía con nhện. May mắn cứu được Alex nhưng con nhện đã chui xuống đường ống chạy mất. Bên dưới cống, có một người đàn ông khắc khổ đi nhặt rác. Đột nhiên ông ta thấy một đồng xu treo lơ lửng bởi tơ nhện. Ông đưa tay với lấy đồng xu, con nhện xuất hiện phun chất độc vào mặt người đàn ông rồi ăn thịt ông ta. Braxton hỏi tình hình con nhện xong, liền lập tức cho Alex về nhà. Mặc dù Alex không muốn, nhưng anh lại không dám làm gì trước mặt cảnh sát, vì thế liền thu dọn đồ đạc để trở về nhà. Nhưng bảo vệ của bệnh viện là Jose Ramos, lại tôi muốn kéo anh lại. Ramos nói, nếu bọn họ có thể tìm ra con nhện trước, thì bọn họ chính là siêu anh hùng. Này anh bạn, anh không muốn tìm người yêu à? Alex có chút do dự. Sau đó anh đồng ý cùng bảo vệ Ramos đi tìm con nhện. Con nhện ở bệnh viện cảm thấy nơi này không còn an toàn nữa, liền lén chạy đi từ cửa sau. Lúc này nó đá to hơn ban đầu rất nhiều lần. Nó bắt đầu bắt người để ăn thịt. Không những thế, nó còn bắt nuốt rất nhiều người vào căn hầm tối để làm thức ăn dự trữ. Dựa vào sự hiểu biết về loại nhện, Alex đoán rằng chắc chắn nó sẽ tìm đến nơi đông người nhất, mà công viên trung tâm thành phố là nơi tập trung người qua lại nhiều nhất. Vì thế họ lập tức quyết định lái xe đến công viên. Đúng như dự đoán, con nhện đã đến công viên. Những người ở đây vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Một con nhện khổng lồ cao tới 10 mét xuất hiện, tóm từng người một. Chân của nó dài hơn 3 mét, vô cùng sắc bén. Mọi người nhìn thấy con nhện liền bỏ chạy toán loạn. Con nhện dùng tơ của nó bắn vào những người đang chạy rồi kéo về phía nó để ăn thịt. Anh chàng này đang cầm máy quay để quay phim con nhện. Mới đầu anh cứ nghĩ rằng người quay phim luôn bất tử, nhưng con nhện đột nhiên đổi hướng lao về phía anh. Nó dùng những cái chân chọc thủng ngực anh. Rồi từng người một bị con nhện đuổi bắt để ăn thịt. Giờ đây con nhện đã rất to lớn khiến ai nhìn thấy cũng sợ hãi. Đến khi Alex đến được công viên thì con nhện đã làm thịt được khá nhiều người. Alex thấy vậy liền lái xe quay đầu bỏ chạy. Con nhện vẫn cứ bám đuổi theo sau xe anh. Ramos chui ra dùng súng bắn về phía con nhện nhưng nó không hề hấn gì. Thậm chí còn làm nó nổi điên hơn. Trong lúc chạy trốn, anh gọi điện thoại cho Kali. Anh nói rằng mình đã tìm được con nhện khổng lồ, nói cô mau chóng đưa người tới tiếp viện họ. Kali biết tin thì cực kỳ kích động, liền lập tức đưa người đến công viên. Nhìn thấy đội đặc nhiệm đã đến, Alex và Ramos lập tức xuống xe, chia hai hướng chạy để đánh lạc hướng con nhện. Còn đội đặc nhiệm của Kali đang ra sức nã súng vào con nhện.
nhưng súng đạn đối với nó lại không hề hấn gì. Con nhện khổng lồ nhảy lên cao, chạy đi chỗ khác tìm thức ăn. Cây ly lập tức ra lệnh đuổi theo nó, nhưng chỉ một lúc sau, toàn bộ đội đặc nhiệm đã trở thành thức ăn của con nhện. Kali hoảng hốt chạy trốn tìm cứu viện, nhưng không tay của cô lại chạm vào tơ nhện, cô ra sức giật thế nào cũng không ra. Con nhện lúc này đang tấn công những người trong đội đặc nhiệm. May mắn là Alex tương đối hiểu về tập tục của loài nhện, nên anh dùng bật lửa hơ nóng con dao, rồi dùng dao cắt đứt tơ nhện ở tay Kaylee. Lúc này những người trong đội đặc nhiệm đã bị giết gần hết, con nhện bắt đầu tiến đến chỗ Alex và Kaylee. Lúc nó chuẩn bị lao đến tấn công hai người thì may mắn Ramos chạy đến dùng súng bắn về phía con nhện bị trúng đạn liền lùi lại. Ba người lập tức chạy trốn, nhưng chưa chạy được bao lâu, họ đã bị con nhện đuổi đến. Kali lại bị tụt lại phía sau, cô bị con nhện dùng tơ bắt đi. Nhờ có sự hiểu biết về loài nhện và được Braxton tin tưởng, anh được đưa về trung tâm chỉ huy cùng với Ramos. Một vị giáo sư nói với Alex rằng, họ tìm được tổ của con nhện ở trong một gốc cây, có đính ADN của người ngoài hành tinh. Chính vì thế mà con nhện mới trở nên to lớn như vậy. Nếu như không bắt được nó lại, thì nó sẽ phá hủy cả trái đất. Trong lúc bọn họ vẫn đang bàn luận về địa điểm kế tiếp mà con nhện sẽ đến, thì lúc này tin tức nó xuất hiện trong trung tâm thành phố được phát sóng. Hóa ra nó đã trực tiếp chạy đến nơi có nhiều người qua lại nhất. Quân đội ra sức dùng súng bắn về phía con nhện, nhưng nó cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ kia rồi lại lao xuống bắt người để ăn thịt. Nó nghĩ mình là kinh công khổng lồ, nên đã trực tiếp trèo lên tháp ngân hàng Hoa Kỳ. Braxton lập tức điều động không quân đến, họ muốn làm nổ chết nó. Trong quá trình tìm kiếm, họ phát hiện Kaylee và những người bị bắt đi khác vẫn còn sống. Braxton liền giao cho Alex và Ramos một nhiệm vụ. Trong lúc quân đội đang ở trên không trung giết con nhện, thì hai người Alex mau đi cứu người ra. Alex tất nhiên không từ chối. Vừa nghe tin Kaylee không chết, anh liền nhanh chóng đi cứu người. Trong hang ổ của con nhện, Kaylee hoảng hốt hét lớn khi nhìn thấy những cái kén bắt đầu nở ra những con nhện con. Alex và Ramos đi thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà, vào đến nơi thành công giải cứu được người ra. Nhưng lúc này những con nhện con trong kén chui ra và tấn công họ. Một người phụ nữ không may mắn đã bị nhện cắn và kéo đi. Họ không còn cách nào khác, chỉ có thể vừa chiến đấu vừa chạy trốn khỏi tòa nhà. Trước khi quân đội đánh bom vào, đội không quân được điều đến, trực tiếp đánh bom vào con nhện khiến nó rơi xuống. Mọi người cho rằng nó đã chết, nhưng lúc này lại thấy nó đứng dậy. Alex thấy vậy, anh không hề sợ hãi mà chạy lên phía trước. Anh dùng hết sự hiểu biết của mình thành công tìm được nhược điểm của loài nhện. Ramos cũng không màng nguy hiểm, chạy đến ném súng cho anh. Alex chóng bắt được súng, nhắm thẳng vào bụng con nhện mà bắn. Cuối cùng thành công giết được nó, trận chiến kết thúc. Alex ôm lấy Kali, hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Nhìn có vẻ như vấn đề đã được giải quyết, nhưng trên màn hình lại xuất hiện phân cảnh, một con rắn khổng lồ đang trèo lên tượng nữ thần tự do. Có vẻ như vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, bộ phim được nhận đánh giá khá tích cực từ các nhà phê bình nghệ thuật. Nhưng tờ New York Times lại nói rằng, bộ phim được giới thiệu là phim hài, nhưng khi ra mắt, nó lại không chứa yếu tố gây hài. Còn các bạn thì sao? Các bạn cảm thấy bộ phim này thế nào? Hãy để lại bình luận để chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo.